Tịch đại Nhật Ba gây sốc với váy xẻ sâu, lần đầu hở bạo đạo sắc Angelina Baby ai hơn ai. Trở lại sau thời gian dài vừa nghi vấn sinh con, mới đây tịch đại Nhật Ba đã lấy lại phong độ với màn quay sắc gây xôn xao cõi mạng. Nữ diễn viên diện váy xẻ sâu hở bạo khiến khán giả choáng ngợp. Vào ngày 30 tháng 3, đêm từ thiện do tạp chí Harper Bazaar với sự góp mặt của dàn sao hạng A Showbiz đã chiếm sóng mạng xã hội châu Á. Với sự xuất hiện của sao hạng A Showbiz xứ Trung như Angelina Baby, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Dương Tử, Địch Đại Nhật Ba, Công Tuấn, đêm hội lần này trở thành sự kiện khổng nhất Showbiz dịp đầu năm. Nổi bật không thể không nhắc tới hai mỹ nhân đình đám Angelina Baby, Triệu Lệ Dĩnh với màn đọ sắc bất phân thắng bại. Tuy nhiên cả hai diễn viên này đều bị Nhật Ba vượt mặt nhờ tạo hình cực kỳ táo bạo cùng sắc vóc gợi cảm. Nhật Ba xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện Bazaar Icon 2023 với bộ vải đuôi cá màu xanh xẻ sâu quyến rũ, cùng tạo hình với vóc trai mới nạ. Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm, chiếm vị trí top 1 trên mạng xã hội Weibo với nhiều lời khen ngợi, vóc dáng quyến rũ. Địch Đại Nhật Ba hiện vừa mới trở lại với bộ phim Công Tố sau thời gian dài nghỉ ngơi, vừa nghi vấn sinh con. Lần trở lại này của nữ diễn viên được xem khá ổn áp. Rating trung bình 2 tập đầu 0,4% trên đài Bắc Kinh, 0,2% đài Chiết Giang. Ngoài bộ phim Công Tố vừa lên sóng, Địch Đại Nhật Ba còn đang tham gia dự án Lợi Kiếm và Hoa Hồng trong vai một cảnh sát. Angelina Baby được đánh giá là minh tinh có trạng thái tốt nhất trong sự kiện. Nữ diễn viên vẫn là gương mặt được giới thời trang Trung Quốc ưu ái khi nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo, các thương hiệu hàng đầu và thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí lớn. Ngược lại, Dương Tử lại bị đánh giá chọn trang phục màu mè không phù hợp với các trang điểm tông trầm. Dương Tử vừa hoàn thành dự án Muốn Mãi Mãi Yêu, đóng cùng với nam diễn viên Phạm Thừa Thừa.